Chào đón quý vị đến với chương trình Thanh Mai Show. Không biết quý vị như thế nào, còn Mai thì rất là trông ngóng để được dịp gặp gỡ tất cả quý vị trong chương trình Thanh Mai Show để có thể chia sẻ cho quý vị nhiều hơn những kinh nghiệm cũng như là những thông tin rất là quý báu mà những khách mời đã chia sẻ với chúng ta. Và Mai và ekip chương trình mong rằng sẽ luôn cố gắng để Thanh Mai Show là món ăn tinh thần bổ dưỡng cho quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chủ đề mối quan hệ mập mờ. Thưa quý vị, ở phần trước là chúng ta cũng đã nhận diện cái mối quan hệ mập mờ và nhìn nhận ý kiến xung quanh cái mối quan hệ đó. Trong phần tiếp theo này thì tiến sĩ tâm lý Tonya sẽ giúp cho những ai đang mắc kẹt cho cái mối quan hệ ấy có những phương cách tháo gỡ. Xin chào chị. Chào chị Thanh Mai và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Đến với cuộc trò chuyện thì xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của khán giả mà ban biên tập chương trình đã làm một cuộc khảo sát trước đó nha. Nói chung là cái mối quan hệ mà mập mờ á, nam nữ gì nó cũng sẽ thiệt thòi, nhưng mà chắc chắn một điều là bạn nữ sẽ thiệt thòi nhiều hơn. Tôi có một số người bạn là cũng có mối quan hệ mập mờ á, tuy nhiên mà kết quả thì cũng chẳng đi đến đâu hết trơn á, nên tôi nghĩ là cái mối quan hệ mập mờ thì nó chắc chắn nó cũng sẽ không có tương lai. Qua hai ý kiến của khán giả vừa rồi thì chị nghĩ như thế nào ạ? Đúng thật là nó sẽ không đi đến đâu nếu như mà chúng ta cứ lạm dụng nó. Tức là cái sự hợp lý của mối quan hệ này nó không có, mà chỉ đơn thuần đó là vì lòng tham. Vì cái việc là bạn đã không có kỷ luật với bản thân, bạn không sống một cái cuộc sống nó thẳng thớm, nó đàng hoàng thì không đâu vào đâu cả. Bởi vì cái gì mà vốn nó đã không bình thường, và đặc biệt một điều là nó không hướng đến sự phát triển, thì nó sẽ sớm lụi tàn thôi, nó không thể có được thành quả. Mà thành quả của một mối quan hệ mập mờ có thể lại là sự đổ vỡ của một mối quan hệ khác. Thì nó cũng không phải là một cái kết quả được tôn vinh. Cho nên là cái gọi là cái điểm dừng cuối cùng nó vẫn là một cái điểm dừng, mà ở đó cái dấu chấm của nó không phải là dấu chấm tròn trịa. Mà nó có thể là một cái dấu ba chấm để gợi mở ra rất nhiều tổn thương khác. Và cái thứ hai, đúng thật là như đã nói, nhìn chung thì giới nữ với rất nhiều sự hạn chế, với cái đặc điểm về thanh sắc như chị Mai nói nè, với cái đặc điểm về những cái vấn đề thuộc về định kiến xã hội nè, về tự ý thức bản thân nè, thì họ có vẻ như là cái điểm trừ trong cuộc đời của họ nó sẽ nhiều hơn những cái điểm trừ mà người đàn ông phải nhận lấy trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà mình vẫn muốn khẳng định lại là tất cả những người trong cuộc, trong một cái mối quan hệ mập mờ, gì thì gì, cái sự thụ hưởng của các bạn nó cũng chỉ là mang tính thời điểm của một tình huống thôi. Chứ tụ chung lại thì tất cả chúng ta đều không thu lượm được gì cả, ngoài những cái bài học rất là cay đắng. Thì thôi, đôi khi cũng phải trưởng thành từ những cái thất bại, nhưng mà nếu như trưởng thành từ thành công nó vẫn vui hơn chứ, đúng không? Nhưng mà như chị vừa chia sẻ trước đó là có thể cái mối quan hệ mập mờ nó cũng bắt nguồn từ cái lúc mà chúng ta còn đang muốn tìm một cái đối tượng để chúng ta có thể gắn kết một cách bền lâu. Và nhưng mà nếu như chúng ta sa đà vào đó thì cuối cùng chúng ta lại đi vào một cái giai đoạn là hơi bị quá lậm sâu vào cái mối quan hệ mập mờ. Vậy làm thế nào để phân định được rằng chúng ta đang bị rơi vào cái mối quan hệ mập mờ thưa chị? Em nghĩ là có một vài tiêu chí sau đây. Thứ nhất đó là đối phương á có cái deadline để nó hết mập mờ không? Có nghĩa là được tạm thời, tại vì tụi mình chưa chắc chắn điều gì á, cho nên là tụi mình có thể cho nhau một cái khoảng thời gian, nhưng mà đến thời điểm đó thì phải tuyên ngôn chứ. Chứ đâu thể nào để nó trôi như vậy được. Đó là cái đặc điểm đầu tiên với những bạn chưa gọi là kết hôn, chưa lập gia đình. Cái điều thứ hai đó là cái người đang tiếp cận mình mà họ có gia đình rồi thì cái hành xử của họ nó có mang tính cẩn trọng hay không? Cái sự cẩn trọng của một người đàn ông có gia đình với một cái anh chưa lập gia đình thực sự nó khác mà. Và chúng ta cũng cho phép nó có khác nhất định. Ví dụ như nửa đêm nửa hôm mà cái người đàn ông chưa lập gia đình người ta nhắn tin được. Ủa nhưng mà nửa đêm nửa hôm anh nằm kế vợ anh nhắn tin với em chí? Ủa là thấy anh có vấn đề rồi đó mà anh nói là không, anh không nằm kế vợ anh em ơi. Vậy thì cái người anh cần phải nhắn là vợ anh chứ. Tại sao anh lại nhắn cho em? Vậy là có nghĩa là cái biểu hiện trong hành vi cư xử là cái để chúng ta hiểu rằng là trong trường hợp này thì cái tiêu chuẩn về giao tiếp, thực ra chúng ta có tiêu chuẩn trong những mối quan hệ được gọi tên mà. Nếu như nó vượt khỏi mối quan hệ tên là đồng nghiệp, tên là tình bạn thì tức là
đó là cái dấu hiệu cho thấy là bạn có muốn bước vào cái bẫy này không, bạn có muốn bước vào cái cuộc chơi này không. Đó là cái thứ hai, dựa trên cái cách hành xử. Và cái thứ ba đó là cái việc mà người ta đã gọi là người ta đã đồng ý với mình rồi, nhưng mà người ta nói cái gì với mình về tương lai. Nếu như ở trường hợp thứ nhất đó là người ta cho mình một cái thời điểm, thì cái điều thứ hai đây là thời điểm có thể có, nhưng mà cái điều quan trọng là có cho vui vậy thôi. Có cho vui vậy thôi, chứ không có bàn về cái chuyện đó là sau này biết ra sao ngày sau đó. Không có nói. Thì đó là những cái tiêu chí rất là ổn. Nhưng mà em nghĩ cái tiêu chí quan trọng nhất á, nó vẫn nằm trên cái nhóm mà đã lập gia đình. Đó, người ta đến với bạn khi người ta có một cái mối quan hệ hôn nhân chính thức, thì điều này cho thấy rằng đây là mối quan hệ bạn cần phải cẩn trọng rồi. Chưa bàn tới mập mờ hay mập rõ. Rồi nếu như mà người ta giải thích về sự không có hạnh phúc, hoặc là họ chuẩn bị ly hôn gì gì đó, thì bây giờ bạn phải coi là thực ra tất cả những cái điều đó nó có đáng tin không. Còn nếu như bạn tự bạn tin thì đó cũng là một dạng bài học đó. Mai đang thấy một cái tin nhắn của một khán giả chia sẻ rằng em đang trong một mối quan hệ mập mờ không lối thoát. Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng em không hiểu tại sao lại không mở lời để đến bên nhau một cách nghiêm túc. Anh là chàng trai có sự nghiệp, còn em là cô sinh viên mới ra trường, còn đang chập chững tìm việc. Xung quanh anh còn những mối quan hệ chứ không riêng gì em. Em biết điều đó và chấp nhận nó, vì hiện tại em với anh ta chưa có chính thức quen nhau nên em không có quyền gì để quản lý. Giờ em không biết có nên tiếp tục mối quan hệ như thế này hay dừng tại đây. Thực ra nếu như mà mình chia trọng số với chị Mai, và theo chị ha, khi mà bạn ấy đã gửi cho mình một cái tâm sự như vậy, bây giờ mình chia ra là giữa tiếp tục và dừng lại, thì chị nghĩ là cái bên nào ở trong cái nội tâm của bạn này là nó chiếm phần ưu thế? Thực ra là bạn không muốn tiếp tục, bạn hỏi nhưng mà vẫn còn có cái hy vọng. Mai nghĩ rằng bạn vẫn có cái hy vọng, nhưng mà theo Mai thì rất là khó, là bởi vì anh ấy với cái vị trí, cái hoàn cảnh anh ấy là đã ra trường rồi, đã đi làm rồi, thành đạt, và xung quanh có nhiều sự chọn lựa. Trong lúc bạn này thì là mới ra trường còn đang đi tìm việc, thì có một sự chênh lệch không hề nhỏ ở đây. Thành ra muốn để cho, bởi vì ngày hôm nay một cái cảm xúc, một cái tình cảm nó phải đến từ hai yếu tố, một là cảm xúc về lý trí, hai là cảm xúc về cả tinh thần nữa. Và lý trí được thấy được rằng là hai bên cũng phải có một cái tiếng nói chung, có một cái bình đẳng. Chứ nếu như bạn gái gửi cho mình là chưa có việc làm, cho nên là bạn cũng có thể là thu nhập bạn chưa bằng với bạn trai, do đó là người bạn trai sẽ phải là cái người có trách nhiệm lo ăn cơm, đi chơi, đi du lịch, thì vô hình chung mình cũng đang hơi yếu thế một chút ở cái mảng mà gọi là cuộc sống bên ngoài, đối nội đối ngoại đó. Thì Mai, theo Mai, quan điểm của Mai thì làm gì thì làm, mình vẫn cứ xây dựng cho bản thân mình có một vị trí, có một cái phong cách, có một cái cuộc sống tương đối là công bằng, bình đẳng với lại đối phương. Tự nhiên vậy cái tiếng nói mình có sức mạnh. Nên có cái câu nói ngày hôm nay là đừng có mơ lọ lem lấy hoàng tử, hãy là công chúa để đến thẳng với hoàng tử thôi. Và thực ra lọ lem thuộc tầng lớp quý tộc, đọc kỹ lại truyện cổ tích giùm. Lọ lem không phải cô gái bần hàn, người có điều bị hành hạ nên bần hàn thôi. Cốt cách đã là quý tộc rồi thì mới lấy được hoàng tử. Thực ra nói đây là rất là xin lỗi bạn, vì bạn có chia sẻ như vậy mình rất là đồng cảm, nhưng mà ở đây chúng ta cũng nói lên một cái mổ xẻ một vấn đề là thực ra nhiều khi phụ nữ là phụ nữ tính, nhưng đàn ông họ cũng tính. Đàn nào cũng tính. Với cái việc mà bạn đã gửi cái câu hỏi này về á, thì thực sự á, cái việc mà bạn kết thúc nó đang là một cái đáp án mà bạn đã bị chi phối nhiều. Đúng rồi. Chứ còn khi mà đã chuyên tâm vào mối quan hệ này á, thì bây giờ việc của bạn là làm gì? Bạn không có gửi thư về cho chương trình đâu, hoặc là không có ngồi đây rồi, dù không gửi thư thì cũng kêu bạn bè mình, chị em bạn gì đâu. Giờ sao? Giờ tôi có nên tiếp tục với ảnh không? Nếu bạn thực sự không có vấn đề thì việc của bạn bây giờ là coi những mối quan hệ còn lại của ảnh ấy là những mối quan hệ thế nào, và mình sẽ làm gì để mình trở thành một cái chiến thần trong cái cuộc chiến này, và buộc ảnh phải dừng lại với mình. Nhưng bạn đã không làm điều đó. Điều này cho thấy là chính bạn cảm thấy bạn yếu thế, giống như chị Mai nói. Và đặc biệt một điều á, là cái cách hành xử của anh này nó không trùng khớp với cái giá trị tình cảm mà bạn đang theo đuổi. Anh này, chuyện ảnh sai hay đúng đoạn này mình không nói, tại vì bạn này chưa phải là vợ chính danh. Đang là tình yêu, mà thậm chí là yêu đi chăng nữa mà chưa cưới thì tôi vẫn còn phải tính toán lại cơ mà. Như vậy thì cái cách anh này là gì? Là bây giờ tôi đang đi sàng lọc ứng viên. Nhưng mà bạn thì lại đòi cuộc chơi này theo kiểu đó là một ứng viên và tuyển vô làm luôn.
thì không khớp. Cho nên đây không phải là một cuộc chơi dành cho bạn. Tình mong rằng là bạn sẽ phải cố gắng nỗ lực, gọi là lo cho bản thân mình nhiều hơn. Vì đầu tư cho bản thân là một đầu tư khôn ngoan nhất. Chúng ta sẽ có tri thức, có việc làm, lúc đó thì chúng ta có thể đường hoàng mà ngang bằng để cùng với tất cả những cái gọi là những người khác, thậm chí người bạn trai này lúc đó họ đã có một người khác rồi chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể có nhiều cái cơ hội khác khi chúng ta là một cái cô gái xinh đẹp, có học thức và có vị trí trong cuộc sống, trong xã hội, thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cái cơ hội nhiều hơn cho cái cuộc sống hạnh phúc của mình, đúng không chị? Nhưng mà trở lại với câu hỏi của bạn này, thì chúng ta sẽ phải khuyên bạn ấy như thế nào? Đó là lâu dài thì đương nhiên là sẽ không phải là ngày một, ngày hai. Còn trước mắt thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Dạ, chia tay ạ. Dạ, trước mắt là chia tay rất gọn gàng ạ. Tại vì khi em hỏi như vậy tức là em đã không đồng thuận cuộc chơi này rồi. Em chỉ có thể tiếp tục với một điều kiện thôi, là thật sự em chấp nhận được cái sự mập mờ của ảnh. Nhưng mà khi em đã đặt vấn đề là tại sao ảnh không công khai em, thì có nghĩa là đây là điều không phải là em đang muốn theo đuổi. Cái thứ hai đó là em biết luôn á, ảnh còn nhiều mối quan hệ bên ngoài, nhưng mà em lại không tự tin vào chính mình để em chứng tỏ mình là một cái người sáng giá trong những mối quan hệ đó. Thì có nghĩa là cái sự can đảm cũng như cái tính chiến đấu của em á, nó cũng không có cao. Vậy thì nếu như em tiếp tục cái cuộc chơi này bằng một cái sự khập khiễng về giá trị như vậy thì chính em bị tổn thương. Tại anh kia anh rõ ràng mà, anh rất là rõ ràng, anh đâu có che giấu gì em nhiều đâu, và anh cũng chưa có định danh mình là cái gì của ảnh với công khai với mọi người. Như vậy thì chỉ có nội tâm của em là xáo trộn thôi, chỉ có bản thân của em là người không chấp nhận. Cho nên lời khuyên rất là ngắn gọn đó là hãy cố gắng rời khỏi càng sớm càng tốt và tập trung cho cuộc đời của mình. Và từ đó thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng là khoan hay bàn đến chuyện đúng sai trong một mối quan hệ, chúng ta chỉ cần thấy rằng trong một mối quan hệ mà nếu như hai bên không cùng chung tiếng nói thực sự, thì dù là mập mờ hay mập rõ đi chăng nữa thì cũng không thể nào duy trì được. Là một nhà chuyên gia tâm lý, chắc chắn là chị cũng tư vấn cho rất là nhiều trường hợp, thì có cái trường hợp nào bắt nguồn từ cái mối quan hệ mập mờ nhưng mà rồi lại có một kết thúc có hậu không chị? Thực ra là có đó. Và thường những bạn này á, và tỷ lệ nó có nhiều không chị? Tỷ lệ thì không nhiều đâu, tỷ lệ thì không nhiều. Tại vì như vậy, em dùng tỷ lệ không nhiều là như vậy nè, là những bạn mà chưa có kết hôn á, giống như cái bạn nữ hồi nãy á mà nói với chúng ta đó, thì thực ra nó là một giai đoạn của tình yêu, là cái giai đoạn mà em không biết em yêu ảnh chưa, hoặc là em không biết em yêu cổ chưa, mà tụi em chưa nói gì với nhau. Nhưng mà không thể là bạn bình thường được. Thì đây là cái dạng tư vấn để mình nói rằng em muốn biết thì em hành động đi. Em muốn biết là bây giờ hai đứa có yêu nhau được dài lâu hay không, có chính thức được với nhau hay không thì hành động đi. Và khi họ hành động thì thực sự họ đã không muốn nó mập mờ nữa rồi. Thì gần như là chuyển đổi được bản chất mối quan hệ. Và đó là một cái kết thúc tạm gọi là có hậu, là có hậu. Nhưng mà dạng thứ hai là cái dạng khó xử lắm đó chị Mai, đó là có quan hệ gia đình rồi. Tức là em vẫn có những cái ca mà người ta đã có hôn nhân rồi, người ta có chồng, có vợ rồi. Người ta bắt đầu say nắng đồng nghiệp, người ta bắt đầu không chỉ say nắng mà có những cái tương tác mang tính thuận lòng luôn của đồng nghiệp hoặc là của một cái người bên ngoài. Trong hoàn cảnh là tôi đã có gia đình, thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ trong trường hợp này em cũng không biết phải trả lời chị Mai rằng là cái này nó có hậu hay nó không có hậu. Tại vì nếu như bây giờ mình xét có hậu là việc họ đến được với nhau, thì tức là gì? Tức là họ đã rời bỏ hôn nhân của họ. Thì một cái gia đình đã tan vỡ. Thì bây giờ mình dùng từ có hậu cho cái câu chuyện mà một gia đình tan vỡ thì mình ác quá. Đúng rồi. Mình không đúng. Kiểu vậy. Còn nếu như dạng thứ hai là dạng mà cuối cùng cái mối quan hệ mập mờ đó rồi nó mờ rồi nó tiêu biến luôn. Từ cái đoạn mà họ mờ rồi tiêu biến, tức là họ bước ra khỏi cái mối quan hệ đó luôn. Và họ quay trở về với gia đình của họ, thì giai đoạn này có hậu không? Khi mà mối quan hệ mà họ mang đến, họ tư vấn với mình á, là nó phải chấm dứt. Nhưng mà họ quay về, họ bảo vệ được gia đình của họ thì cũng không biết nữa, nhưng mà nó sẽ là những cái diễn biến như vậy. Thực ra không có cái trường hợp nào mà em thấy rằng á là cái mối quan hệ mập mờ nó vĩnh viễn hết. Bây giờ có hậu hay không có hậu thì bây giờ tùy vào từng người định nghĩa, nhưng em chắc chắn một điều, có thể là do số tuổi của mình nó ít đó mọi người, mặc dù số ký mình nhiều nha. Cho nên đến thời điểm này thì với cái quan sát cá nhân của em chưa thấy một mối quan hệ mập mờ nào trong trường hợp mà họ có gia đình rồi và họ bước vào nha, mà nó được coi là mập mờ vĩnh viễn.
Nó buộc phải diễn ra theo kiểu một trong hai tình huống như vậy. Một là người ta rời khỏi gia đình và người ta đến với mối quan hệ mới này luôn, và từ mờ thành rõ. Dạng thứ hai là mờ rồi cho mờ rồi, coi như một cuộc tình thoáng qua. Rồi ai tổn thương thì mặc kệ, họ vẫn quay về với gia đình của họ, chứ không có cái chuyện là cứ như vậy mà mờ hoài để mà người ta hạnh phúc lâng lâng, người ta có một cái sự lãng mạn mang tính gây cấn hồi hộp. Không có đâu, nó có thời điểm thôi. Và bây giờ thì hộp thư vừa báo với Mai là có khán giả gửi câu hỏi về. Em quen bạn trai cũng được 5 tháng. Vì nhiều lý do nên mối quan hệ của bọn em không được công khai. Mỗi tuần tụi em gặp nhau một lần và mỗi lần chừng 2 tiếng. Thời gian gần đây em muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ như vậy. Tuy nhiên anh bạn trai của em không đồng ý và luôn có những lời nói đe dọa. Em phải làm sao đây? Mong được tư vấn. Có biến rồi đó, ban đầu người ta đến vì sự vui vẻ nhưng mà không, khi tụi vẫn còn muốn hứng thú với bạn mà bạn đi là tôi hành xử rồi nha. Ôi cha, cái này thì hơi đó chị. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này thì sao? Thì em vẫn phải rời khỏi thôi. Bởi vì khi mà bạn đã đặt ra một cái mệnh đề đầu tiên trong câu chuyện của bạn, đó là tụi em đến với nhau mập mờ vì nhiều vấn đề, thì tức là các bạn đang phải đối diện với những vấn đề đó. Vậy thì một nè, là thôi bây giờ để cho nó công bằng ha. Thì em hãy chia sẻ với bạn trai em đi, là để em không biến mất thì anh phải xử lý được những vấn đề đó. Nhưng mà cũng chưa chắc vấn đề đó thuộc về ảnh đâu, khi vấn đề đó thuộc về bạn nữ này nữa mình cũng không biết. Nhưng vấn đề đó là gì? Một là bây giờ mình đi giải quyết ha. Còn các bạn có vấn đề gì thì ở đó là một trong hai người đã có gia đình, hay là ba má không có đồng ý, hay là như cái gì đó không cần biết. Nhưng có vấn đề thì phải giải quyết. Còn không giải quyết thì dĩ nhiên là chuyện nó không đi đâu đến đâu. Đó là cái đề nghị đầu tiên. Nếu như cái hồi đáp mà bạn trai của bạn dành cho bạn theo kiểu là không có giải quyết được cái vấn đề này, nó là như vậy đó, nếu như tiếp tục thì tiếp tục như bây giờ, thì việc của em là nên rời khỏi. Và em sẽ đối diện với một cái băn khoăn lúc mà mình quyết định rời khỏi, đó là ảnh sẽ có những cái tác động vật lý tới mình, hoặc là ảnh không buông tay cho mình. Vậy thì nó phải là một cái sự rời khỏi mang tính quyết liệt, và thậm chí nếu như không muốn dùng từ tháo chạy, bạn sẽ phải có những cái động thái mà ở đó đầu tiên mình được an toàn trước, cắt đứt liên lạc và đảm bảo rằng mình được an toàn, mình được bảo vệ. Và yên tâm đi, một cái người đàn ông á, mà khi người ta đã có một mối quan hệ rồi mà người ta còn tìm đến với một cái mối quan hệ mập mờ, mà bạn thực sự muốn bước ra, họ không có duy trì hoài cái việc là muốn chiếm hữu bạn đâu. Đúng rồi. Cái người mà muốn có tính lăng nhăng, có tính muốn thêm chứ không muốn bớt á, thì ban đầu bạn rời đi họ tức chứ, bởi vì họ sĩ diện mà. Họ cảm thấy họ bị thua cuộc mà. Nhưng mà nếu như bạn thực sự ẩn thân được một cách quyết liệt, để đừng có khơi dậy cái sự tức tối đó, thì đến một ngày họ sẽ có con mồi mới thôi. Cảm ơn chị. Và Mai nhớ là khi mà Mai gõ cái cụm từ là cách thoát khỏi mối quan hệ mập mờ, thì chỉ trong vòng có 0.48 giây thì đã có 1.150.000 kết quả. Đó, thế mới thấy nhiều là... ghê chưa? Nhiều chỗ này. Nghĩa là có rất là nhiều, và nhiều người muốn tìm giải pháp. Đúng, có rất là nhiều mối quan hệ mập mờ, và người ta thực sự không hạnh phúc đúng nghĩa trong mối quan hệ mập mờ đó. Cho nên cái kết quả tìm kiếm mới là thoát khỏi. Đúng rồi. Chứ nếu như kết quả tìm kiếm là mối quan hệ mập mờ thì nó vẫn còn là câu chuyện biết đâu đang vui. Nhưng thoát khỏi, mọi người hãy để ý cái lệnh tìm kiếm đó, để thấy rằng là đã có bao nhiêu người trong cuộc, họ là người đã trải nghiệm đó, chứ không phải là ngồi đây nói lý thuyết với nhau. Họ đã không hề thấy được ánh sáng, họ không hề thấy được cái sự tận hưởng nào trong một cái mối quan hệ nó thiếu an toàn như vậy cả. Trang fanpage cũng vừa nhận được tin nhắn của khán giả, Mai thấy hay, đọc cho cả nhà nhé. Nhiều người bây giờ thay vì yêu đương nghiêm túc, công khai người yêu, họ chọn mập mờ trong mối quan hệ. Họ không chỉ có một mà có rất nhiều những người mà theo họ là trên tình bạn mà dưới tình yêu. Nhưng mà thời gian cho tuổi trẻ thực sự rất ngắn. Vậy nên tốt nhất hãy sớm cho phép mình dọn dẹp những cảm xúc yêu đương mơ hồ mà tập trung vào sự nghiệp và một người bạn cho là xứng đáng. Làm cách nào để ngay cả cánh mày râu cũng như là chị em chúng ta sẽ tránh vào những cái mối quan hệ mập mờ, để tránh có phải mất thời gian, mất 0.48 giây sẽ ra 1.150.000 kết quả thoát khỏi cái mối quan hệ mập mờ này. Muốn không có ra kết quả đó thì đầu tiên là không bước vô mối quan hệ mập mờ. Mà để không bước vô mối quan hệ mập mờ thì thực sự mình phải có những cái tôn nghiêm bản thân.
chị Mai sẽ để ý thấy một điều rằng là những người chấp nhận một mối quan hệ mập mờ thực sự họ không có tôn nghiêm nhiều. Thậm chí họ bỏ qua luôn cái gọi là tôn nghiêm bản thân. Sao cũng được, cái gì đến thì tôi nhận cái đó, họ không có nguyên tắc sống. Thực ra khi chúng ta có nguyên tắc, ví dụ như gia đình nào chén bát trong trạng nào mà không khua, cuộc hôn nhân nào mà không có những cái lúc mà tự nhiên cả hai bên cảm thấy là cũng thiếu vắng cảm xúc dành cho nhau. Nếu như chúng ta cứ tại vì tôi hết cảm xúc rồi, hoặc là dạo này hết vui với bạn đời cho nên tôi có mối quan hệ mập mờ, vậy thì chúng ta có bao nhiêu cuộc hôn nhân là có bấy nhiêu mối quan hệ mập mờ được nhân lên là 3 lần. Vậy thì ở đây nếu như bạn có tôn nghiêm, bạn có mục tiêu, bạn có những cái tính kỷ luật nhất định để bạn hiểu rằng là sai chỗ nào thì tôi đi chỉnh sửa cái đó chứ không phải là sai cái gì tôi bỏ cái đó, thì lúc đó bạn mới gọi là giảm thiểu tối đa cái việc là mình sẵn lòng bước vào một cái mối quan hệ bên ngoài. Cái thứ hai đó là tôn nghiêm bản thân, đó là sẽ giúp cho từng bạn nam, từng bạn nữ đang độc thân hiểu rằng là yêu có chừng có mực và cái cuộc tình nào nó cũng cần cái sự nghiêm túc để mình đặt cái vấn đề với từng người thôi. Người này không được thì ok đến với người khác, nhưng không được thì cũng phải có deadline, có ngày, có tháng, có lúc để thôi rời bỏ. Con tim đủ đau, lòng này đủ mệt thì thôi đến với mối quan hệ mới chứ không có nuôi dưỡng nó. Tôn nghiêm bản thân là cái em nghĩ nó quan trọng nhất trong câu chuyện này. Không tùy tiện, không cho phép bản thân mình hưởng thụ những cái sự dễ dãi. Thì bạn mới là cái người cẩn trọng mà không sụp cái ổ gà mang tên quan hệ mập mờ. Tuy nhiên không tránh được những cái ổ gà mà nó ngụy trang quá tốt. Phía trên nó không có lỗ hở để rồi bước một cái sụp luôn. Thì có chứ. Cho nên là mình không muốn nói câu chuyện này với một cái tâm thế bài xích hoặc là lên án gay gắt. Mình chỉ muốn nói rằng là đôi khi chúng ta sụp hố. Nhưng nếu như đã sụp hố và nhận ra đó là một cái hố, thì việc của chúng ta đó là hãy ra khỏi cái hố đó. Dĩ nhiên là có vết thương, có trầy xước, còn hơn là bạn ở trong cái hố đó và không bao giờ thấy được ánh sáng. Và mình chưa nói đến cái người mà phải chịu cái mối quan hệ mập mờ đó là cái người tại ngôi nhà thân quen của chúng ta, là người vợ hay người chồng chẳng hạn, thì cái sự tổn thương và chịu đựng của họ như thế nào. Và người trong cuộc cũng phải nên tỉnh táo một chút để còn có cái hậu về sau. Vì Mai cũng biết có những cái câu chuyện chẳng hạn như hồi còn trẻ thì anh này cũng hay có những mối quan hệ mập mờ. Và đến bây giờ anh khiến lớn rồi mà hai vợ chồng không ly dị. Nhưng mà khiến lớn rồi bây giờ anh ốm ăn đau thì chị vợ vẫn ở với anh nhưng mà không chăm nữa. Đúng vì rồi. Người ta cảm thấy tổn thương trong quá khứ và những cái tổn thương đó không được xoa dịu. Và họ cũng không còn có lý do để mà chăm chút, để mà lo toan. Thì cuối cùng đó là cái quả đắng mà anh ấy đã nhận được khi mà trong lúc thời xuân sắc thì anh đã gieo chồng. Đó, thành ra là dù sao đi nữa trong cái mối quan hệ mập mờ, nếu như chị nói ở cái tuổi mà một người có gia đình quen một người khác hơn nữa thì tổn thương đây không chỉ là trong hai người đâu mà cũng hệ lụy của nhiều người hơn nữa. Phải không chị? Thực ra thì chúng tôi cũng không có muốn mọi người nghĩ là ngồi nói thì hay lắm. Tôi chỉ muốn đưa ra một cái minh chứng rất là cụ thể thôi. Năng lượng sinh học của chúng ta có giới hạn. Tại sao chúng ta phải đi ngủ vào ban đêm? Bởi vì đơn giản bạn làm việc đến một chừng mực nào đó bạn mệt thì bạn phải ngủ. Thời gian một ngày cũng 24 giờ. Thế thì khi bạn gia tăng thêm mối quan hệ thì bạn sẽ phải chia sẻ cái năng lượng đó ra. Bạn phải chia sẻ sự quan tâm của bạn ra. Bạn chia sẻ tài chính của bạn ra. Bạn kham nổi không? Nên khi bạn bước vào một mối quan hệ mập mờ, có thể giai đoạn đầu vì nó mới, nó lạ, nó vui, cho nên bạn cảm thấy cần. Nhưng khi bạn đã chia sẻ bớt cái năng lượng của mình ra bên ngoài thì cái năng lượng bạn dành cho gia đình của bạn chắc chắn nó không còn nguyên vẹn. Và chính cái điều đó nó sẽ làm đổ vỡ hôn nhân. Bởi vì mình không hết sức hết lòng. Thì người còn lại họ không gồng gánh được cái gia đình đó. Hiểu một cách rất đơn giản vậy thôi. Bây giờ bạn có 100 đồng, đáng lý ra bạn đầu tư vô cái chỗ này 100 thì bạn mua được nhiều món tốt đẹp hơn. Nhưng mà không, bây giờ chỗ này 20 đồng, chỗ kia 30 đồng, chỗ nọ 50 đồng. Thì bây giờ với cái quỹ tiền đó thì mỗi chỗ chỉ tạm bợ một vài món thôi. Mà chẳng chỗ nào nó hoàn thiện một chỗ nào hết. Đúng luôn. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến đây trò chuyện cùng quý vị khán giả. Thưa quý vị, có lẽ là trong buổi trò chuyện ngày hôm nay cũng phần nào giải đáp được cho quý vị nào đang mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ để chúng ta có những cái phương cách giải quyết, phải không ạ? Còn Mai xin phép được khép lại chủ đề của ngày hôm nay bằng cái suy nghĩ của chính bản thân mình. Tình cảm thì không nên có sự mập mờ. Tình cảm tốt nhất là phải rõ ràng, đã yêu là phải yêu, đã không yêu thì dừng lại. Bất cứ chuyện gì rồi cũng sẽ qua, bất cứ ai rồi cũng trở thành quá khứ. Dù có khó khăn đến mấy thì cũng phải học cách rút lui. Cái gì là của bạn thì cuối cùng cũng là của bạn. Mà bạn lỡ mà bỏ đi lại nắng vàng rực rỡ của mùa hè, nhưng bạn sẽ có được cái đẹp tĩnh mịch của mùa thu. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ em cảm ơn chị Thanh Mai và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Hy vọng là mọi người sẽ luôn theo dõi để có thể cùng bàn luận những chủ đề khác nữa nha. Thank you.